Hướng dẫn lắp đặt ghế ăn dặm chỉ lắc Pro Air. Chi tiết các bộ phận: ghế ngồi, chân ghế trên, chân ghế dưới, đệm lót, đệm đai an toàn, đai an toàn 5 điểm, thanh cố định bàn ăn, thanh chống trượt, bánh xe, khóa tăng giảm chiều cao, bàn ăn 2 lớp, giỏ đồ. Đầu tiên, lắp hai thanh cố định bàn ăn vào khung ghế ngồi. Lưu ý rằng mặt có số của hai thanh này phải hướng ra ngoài. Sau đó lắp thanh chống trượt vào ghế. Lắp khóa tăng giảm chiều cao ghế. Lắp chân ghế trên vào ghế ngồi. Kết nối phần chân ghế dưới với phần chân ghế trên. Lắp bánh xe. Lắp giỏ đựng đồ. Lắp đệm đai an toàn vào dây đai. Tiếp tục lắp phần dây đai an toàn 5 điểm vào hai đệm ghế ngồi. Lắp tất cả phần đệm vào ghế và cố định dây an toàn vào khung ghế ngồi. Cuối cùng, lắp bàn ăn. Hoàn thành lắp đặt. Hướng dẫn sử dụng ghế ăn dặm chi lắc Pro Air, tùy chỉnh độ nghiêng tựa lưng. Điều chỉnh gác chân. Điều chỉnh độ rộng ghế. Tháo và lắp một lớp mặt bàn ăn. Hạ và nâng chiều cao ghế ngồi. Tháo lắp đai an toàn 5 điểm. Tháo và cất trữ bàn ăn khi không dùng. Gấp gọn ghế. Mở và khóa bánh xe. Chúc bé yêu có những bữa ăn thật ngon lành cùng ghế ăn dặm chỉ lắc Pro Air. Chilux dành trọn tình thương cho bé.